Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, xin kính chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị và các bạn, việc xem tử vi là một thói quen tốt của những người Việt. Mỗi độ Tết đến xuân về, và xem tử vi cho tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 trong tháng 7 sẽ giúp tất cả những người tuổi Giáp Tuất biết được những khó khăn và thuận lợi của chính mình trong tháng 7 âm lịch này. Bởi sự vận động của các tinh tú quay quanh trái đất nên sẽ ảnh hưởng đến vận khí của con người mỗi tháng 7 là hoàn toàn khác nhau, không có sự giống nhau giữa các năm. Vậy nên bạn cần phải biết chính xác được vận hung, vận cát của mình trong từng năm để có được những bước đi đúng đắn và chính xác nhất. Phần tử vi tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 trong tháng 7 âm lịch này sẽ luận giải cuộc sống của bạn theo 4 phương diện, đó là tình duyên, tiền bạc, sức khỏe, công danh sự nghiệp một cách đầy đủ và chi tiết. Chương trình ngày hôm nay được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát, vậy nên quý vị hãy hoàn toàn yên tâm về kiến thức cũng như là kết quả luận giải về lá số tử vi của mình. Từ đó quý vị sẽ có được vận hạn, biết được vận hạn, và thầy cũng đưa ra những phương pháp hóa giải giúp tăng cường tài lộc, tình duyên và gia đạo của tất cả quý vị. Và ngay sau đây sẽ là phần luận giải tử vi chi tiết tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 trong tháng 7 âm lịch. Mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Tính cách người tuổi Giáp Tuất mệnh Sơn Đầu Hỏa khá nhu hòa, lương thiện. Họ là người biết thông cảm và thấu hiểu cho người khác, cũng rất nhiệt tình với bạn bè. Chỉ cần bạn bè gặp khó khăn là họ sẵn sàng đưa tay cứu giúp. Tuy nhiên, con giáp này luôn đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, nên họ không có những hành động sỗ sàng mà thường xuyên cân nhắc để tìm thời cơ thích hợp nhất, dùng phương thức hài hòa nhất để đưa ra sự hỗ trợ cho đối phương. Con giáp cực kỳ trung thành, thông minh và giỏi chịu đựng. Hầu hết người tuổi Giáp Tuất đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích. Nhưng bản chất của người này lại khá nóng nảy, cứng đầu mà họ cần tiết chế để thăng tiến trong sự nghiệp. Những người tuổi Giáp Tuất làm bất kỳ điều gì cũng đều đạt được những thành tựu nhất định. Xem tử vi tháng Mậu Thân trên phương diện tài lộc cũng như sự nghiệp, người tuổi Giáp Tuất có thể gặp được một số cơ hội để phát triển, nhưng thành quả đạt được chưa giúp bạn có được bước thăng tiến như mong muốn. Do đó cần phải kiên trì với những gì mình cho là đúng, đừng nên dễ dàng bỏ cuộc khi mình chưa đạt được mục đích đã đặt ra. Về các mối quan hệ, người độc thân sẽ được người nhà giới thiệu đối tượng phù hợp về nhiều mặt. Dù đối phương để lại nhiều ấn tượng tốt nhưng bạn cũng nên chú ý đừng đốt cháy giai đoạn, kẻo sau này rất dễ mất đi sự tươi mới của tình yêu. Xét về thiên can, giáp Dương Mộc gặp Mậu Dương Thổ nên gọi là thất sát, thiên quan. Trong tháng này, các quý vị gia chủ Giáp Tuất nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tuổi Giáp Tuất năm nay gặp phải sự kìm hãm từ hung tinh nên dễ bỏ lỡ cơ hội phát triển hay mở rộng sự nghiệp. Có thể vì bạn thường xuyên lơ đãng thiếu tập trung nên cơ hội đến thì không kịp nắm bắt. Nếu không chấn chỉnh tinh thần chính thì bạn khó đạt được sự thành công như mong đợi. Gia chủ cần chú ý lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi người xung quanh nhiều hơn, đừng làm mọi thứ quá cứng nhắc bảo thủ. Việc học hỏi kinh nghiệm từ người đi trước là vô cùng quan trọng, đừng bao giờ tỏ ra e ngại. Con giáp này còn gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đối thủ, cạm bẫy khắp nơi nơi, khiến những người tuổi Giáp Tuất đôi khi chán nản, chỉ muốn buông xuôi, công danh sự nghiệp bị cản trở, suy nghĩ tiêu cực, bi quan sẽ khiến cho tuổi Giáp Tuất dễ đánh mất đi quyết tâm của mình, có thể một bước vấp ngã là chẳng thể nào đứng dậy được. Cần tự sốc dậy tinh thần cho mình trước khi quá muộn, sự tính toán nghi ngờ sẽ khiến cho những người xung quanh xa lánh, gia chủ nên chú ý để hài hòa hơn trong các mối quan hệ, có vậy thì cuộc sống của bạn mới dễ thở, mới đón được thêm nhiều điều may mắn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ tuổi Giáp Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc.
Trong tháng 7 âm lịch này, các quý vị gia chủ Giáp Tuất sẽ dễ gặp những khó khăn trong chuyện kiếm tiền, tiểu nhân vận vượng, bản mệnh có thể sẽ bị những kẻ xấu bụng bày mưu tính kế hãm hại, tiền bạc tổn hao, nhất là chuyện kinh doanh bất thuận, lợi nhuận sụt giảm nhanh chóng. Người làm đầu tư kinh doanh có một năm khá vất vả nếu muốn kiếm ra tiền, tuy nhiên số tiền ấy cũng không phải là quá dư giả. Bạn cần phải chủ động cạnh tranh với người khác nếu muốn chiếm ưu thế trong thị trường. Nếu chăm chỉ làm thêm các công việc tay trái, bạn vẫn có thể kiếm được một nguồn thu phụ, dù không quá dồi dào nhưng vẫn đủ để giúp cải thiện cuộc sống. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp, quý nhân, dần, ngọ, tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Về cơ bản, người sinh năm 1994 không gặp phải vấn đề gì quá lớn về sức khỏe trong tháng này. Tuy nhiên, nếu là người lao động chân tay thì nên đảm bảo các nguyên tắc an toàn khi làm việc, tránh để sơ sẩy, bị thương, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Hãy chú ý chế độ ăn uống, tránh đồ ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ, cũng như có thời gian làm việc nghỉ ngơi điều độ và vận động hợp lý để cơ thể luôn ở trạng thái sung sức nhất, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp. Các quý vị gia chủ tuổi Giáp Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Giáp Tuất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ một vài đối tượng khác giới. Trước mắt bạn hãy mở lòng để kéo gần khoảng cách với mọi người. Nên nhớ, chớ vội vàng đi tới quyết định với ai đó chỉ vì cho rằng mình đã khá lớn tuổi hay cô đơn. Chuyện hôn nhân là chuyện cả đời. Nếu bạn quá vội vã thì có thể tương lai mọi chuyện sẽ không được tốt đẹp. Người đã có gia đình được sống trong những ngày tháng bình yên, vợ chồng thấu hiểu nhau, giảm bớt những mâu thuẫn không đáng có. Tuổi Giáp Tuất cũng luôn coi những người bạn thân yêu nhất chính là động lực để cố gắng hơn trong cuộc sống. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022. Tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm là đại dịch thổ, tháng Thân lục hợp tỵ tam hợp tý và Thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với người tuổi Giáp Tuất trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 7 năm 2022, tức ngày 7 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Nhâm Thìn, có nạp âm Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 7 năm 2022, tức ngày 19 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Giáp Thìn, có nạp âm Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Giáp Tuất trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 9 tháng 7 năm 2022, tức ngày 6 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Tân Mão, có nạp âm Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 21 tháng 7 năm 2022, tức ngày 18 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Quý Mão, có nạp âm Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
ngoài ra việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 trong tháng 7 âm lịch này. Hy vọng thông qua những kiến thức này, quý vị sẽ có được những hành trang vững chắc để bước vào tháng 7 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn chính là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị cũng đừng quá bi quan vào cuộc sống mà hãy vững vàng tiến lên, hoàn thành sứ mệnh của mình quý vị nhé. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ xin mến chào và hẹn gặp lại.